yêu. Và kính thưa quý vị, trước mỗi quý vị hãy nhớ bỏ đây là Thùy Trâm và Trọng Minh có diện ảnh xinh đẹp. Còn bây giờ thì để đáp lại những tấm lòng ưu ái của quý vị, bác sĩ Xuân Diện quan tâm có mặt tại sự kiện trường hôm nay. Mình muốn trân trọng kính mời ông Lâm Trọng Huy, thân sinh chú rể Trọng Minh, về đại diện hai gia đình, sẽ cho đi liệu phát biểu chia sẻ của mình. Kính thưa quý vị và anh chị em bà con hàng xóm mấy chiều, đặc biệt là những người ở đất xa cũng có mặt trong buổi hôm nay để chung vui cùng gia đình chúng tôi và chúc phúc cho hai ta. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn. Nhân dân cha bà con và thân thần, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha tạ sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cầu trời khấn Phật chúc phúc cho tình yêu giữa mình và chồng. Amen. Cảm ơn.
người em sẽ đau, đôi em cười mau khóc mắt, mắt em người đời làm lắm xin bao. Em mong em sẽ thấy chút rơi lắm, sau chưa mong chân, sau rồi mãi thôi. Okay.